Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Hạnh phúc thật đơn giản. Một nhóm sinh viên sau khi tốt nghiệp quyết định sẽ đi phượt xuyên đất nước để khám phá và tìm niềm vui cho mình. Họ cùng nhau trải qua nhiều vùng đất lạ, nhưng càng đi họ càng cảm thấy chán nản. Thưa thầy, chuyến đi của tụi em kết thúc sớm hơn dự kiến là vì lý do như thế đó ạ. Tụi em muốn được nghe lời khuyên của thầy sau những trải nghiệm này, được không ạ? Thầy nghĩ, dù thế nào đi nữa, thì chuyến đi của các em cũng không phải là vô ích đâu. Nào, nói cho thầy biết, rốt cuộc thì các em muốn tìm kiếm điều gì? Tụi em muốn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Tụi em cũng rất muốn biết chúng từ đâu mà có. Được, thầy hiểu rồi. Nhưng giờ thầy đang cần đóng một con thuyền để cuối tuần có thể rong ruổi trên hồ câu cá. Các em giúp thầy chứ? Dạ, tụi em là người miền biển, chắc chắn là biết đóng ạ. Thế thì tốt quá rồi, thầy sẽ phụ trách khâu mua vật liệu. Một tháng sau. Chà, đẹp quá. Thầy không ngờ học trò của mình khéo tay đến vậy đó. Không những thế, tụi em sẽ thử nghiệm con thuyền này để thầy biết chắc chắn rằng đây là một sản phẩm thành công. Nếu thầy trò mình không tổ chức câu cá và cắm trại hôm nay thì quá phí ha. Chúng ta cùng thi coi ai câu được nhiều cá hơn nha. Bữa nay các em có thấy vui không? Vui lắm thầy ạ. Lúc đóng thuyền cho thầy có nhiều kỷ niệm mắc cười lắm thầy ạ. Niềm vui và hạnh phúc chính là như vậy đó các em ạ. Nó sẽ tự đến khi chúng ta cùng nhau bận rộn tập trung để thực hiện một mục tiêu rõ ràng nào đó. Vậy đó, niềm vui đến đơn giản thế thôi mà.